Phương pháp tu sửa răng ngừa tổng quát Trong kinh A Hàm có ghi lại lời ngài A Nan dẫn bài kệ do Phật thuyết ân cần khuyên dạy. Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Những điều răng ngừa tổng quát tôi soạn ra đây, vốn cũng xuất phát từ tâm Bồ đề như thế xin đừng vì thấy bản thân tôi kém cỏi tài đức mà cho rằng những lời này cũng không đáng xem trọng. Xin tất cả các vị quân tử cùng lắng lòng thanh tịnh, rửa tai lắng nghe. Phần thứ nhất, giữ gìn thân thể. Một, không dám sử dụng thân thể do cha mẹ ban cho để làm những việc bại hoại danh tiết, khiến người khác khinh rẻ. Hai không dám sử dụng thân thể do cha mẹ ban cho để chơi bời hoa liễu từ lúc thiếu niên, tham dâm háo sắc tổn hại sức khỏe, vướng nhiều bệnh tật rồi phải chết yểu. 3. Không dám sử dụng thân thể cha mẹ ban cho để làm chuyện vi phạm pháp luật phải bị giam cầm trừng trị. 4. Không dám sử dụng thân thể cha mẹ ban cho để làm những chuyện trái nghịch đạo trời phải bị trời trách phạt, khiến cho bao nhiêu phước lộc sẵn có đều tiêu tan hết. Năm, không dám sử dụng thân thể cha mẹ ban cho để làm những việc xấu ác, tạo nhân, phải bị tuyệt tự, không con nối giỏi. Năm điều nêu trên đây, trước nói về danh tiết, tuổi thọ, sau bàn đến pháp luật quốc gia, cuối cùng lưu ý quả báo của việc làm. Phần thứ hai, giữ tâm chân chánh một cốt yếu trong việc giữ tâm chân chánh là phải dứt tuyệt tham dục hai dứt tuyệt lòng tham lam ba dứt tuyệt lòng kiêu ngạo bốn dứt tuyệt sự tùy tiện tiêu xài hoang phí năm dứt tuyệt lòng tham muốn hưởng lạc và lười nhác phóng vật sáu dứt tuyệt lòng ganh ghét đố kỵ bảy dứt tuyệt khuynh hướng xấu ác do tập khí lâu đời. 8. Dứt tuyệt lòng si mê luyến ái. 9. Dứt tuyệt lòng xu phụ, không kiên định, chỉ hành xử theo người khác. 10. Dứt tuyệt tâm lười nhát thối chí. 11. Thường phát khởi tâm từ ái, thương yêu muôn loài. 12. Thường phát khởi tâm bi mẫn, muốn cứu vớt chúng sinh khỏi mọi khổ đau. 13. Thường phát khởi tâm bao dung khoan thứ, cảm thông với người khác. 14. Thường phát khởi tâm trí tuệ sáng suốt. 15. Thường phát khởi tâm chê bỏ chán ghét mọi điều xấu ác. 16. Thường phát khởi tâm tàm quý, hổ thẹn, biết xấu hổ khi làm những việc sai lầm, xấu ác. 17. Thường phát khởi tâm sợ sệt đối với những quả báo xấu ác. 18. Thường phát khởi tâm chân thành sám hối đối với những lỗi lầm đã mắc phải. 19. Thường phát khởi tâm kiên định, vững chắc, không thối chuyển trong sự tu tập hoàn thiện. 20. Thường phát khởi tâm xuất thế, muốn giải thoát khỏi mọi khổ đau trong đời sống trần tục. 20 điều nêu trên, trước là loại bỏ tâm mê vọng, sau là giữ gìn và phát triển tâm chân thành phần thứ ba cẩn thận lời nói một nói chuyện với phụ nữ không được biểu lộ ham muốn dục tình hai không nói đến những chuyện vợ chồng chuyện thai nghén sinh sản ba không kể lại cho người khác nghe những lời trong chốn phòng the bốn không nói những lời gây chia rẽ làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người khác năm không thay người khác làm chuyện mai mối sắp đặt việc hôn nhân. 6. Không môi giới chuyện mua bán tỳ thiếp. 7. Không dùng những lời thô tục, nhơ nhớp để nhục mạ, mắng chửi những kẻ mình thù ghét. 8. Không nói những lời hàm ý khêu gợi sự phong lưu, đa tình. 9. Tình cờ gặp phụ nữ đi ra khỏi nhà, không mang việc ấy kể lại với người khác, khiến họ khởi tâm tham muốn. 10. Không nói những chuyện nơi này hoặc nơi kia có diễn kịch hát tuồng. 11. Không bàn tán những chuyện về người phụ nữ như trinh tiết hay dâm loạn, xinh đẹp hay xấu xí. 12. Không bàn luận về y phục của người phụ nữ đẹp hay xấu, hợp thời hay cổ lỗ. 13. Không nói chuyện nhà nọ, nhà kia có con gái hiền thục, con gái đã lớn, con gái đẹp vân vân. 14. Không hỏi chuyện con gái nhà nọ, nhà kia đã có thai hay chưa. 15. Không nói lời ngợi khen, khuyến khích những sách khiêu dâm. 16. Thường nói về lẽ nhân quả, thiện ác báo ứng rõ ràng, rằng sau khi chết, không phải chấm dứt tất cả, vì thân thức vẫn tiếp tục tồn tại, không diệt mất. 16 điều nêu trên trước là có thể giúp mình tự tích tạo âm đức phước báo sau là có thể giúp trừ bỏ những ý niệm tà vậy xấu ác của người khác phần thứ tư trước tác văn chương một thường đọc nhiều kinh sách Phật học hai hạn chế việc làm thơ phú ngâm vịnh phong cảnh trăng hoa mây nước ba khi đọc thấy những gương trinh tiết trong sách vở thường khởi tâm kính trọng bốn khi xem những đoạn mô tả phụ nữ đẹp trong thơ văn, không khởi tâm ham muốn nhiễm ô. Năm, khi đọc thấy những chuyện trái lễ giáo trong sách vở, không khởi tâm tán thành cho đó là thích đáng. Sáu, đối với những thơ văn chúc mừng hôn sự của anh chị em, chú bác, cha ông, không cần chú tâm nghiền ngẫm ngâm vịnh. Bảy, thường đem những quan điểm tốt đẹp viết thành sách, để lưu hành giúp đời. 8. Không say mê việc phê bình, phân tích, hí luận đối với các loại truyện tích, ký sự. 9. Khi viết truyện ngợi khen phụ nữ trinh tiết, không được chú trọng vào việc mô tả nhan sắc, hình dáng. 10. Đối với những câu chuyện phụ nữ trinh tiết đã được người đời truyền tụng ngợi khen, không sai lầm phân tích, khảo xét, rồi khởi tâm ngờ vực hoặc thay đổi cho khác trước. 11. Không giúp vào việc sao chép, in ấn, lưu hành những thơ văn do phụ nữ làm ra. 12. Biên soạn ghi chép sử sách nếu gặp những câu chuyện có thể khêu gợi, dẫn dắt người khác vào sự dâm loạn, nên cố sức loại bỏ đi. Nếu là những chuyện phỉ bán tăng ni, thì càng phải tức thời loại bỏ ngay. 12 điều nêu trên trước là nuôi dưỡng tâm hiền thiện, sau là giúp ngăn ngừa sự nhiễm ô vi tế, cuối cùng là nghĩ đến việc làm lợi lạc cho nhiều người. Phần thứ năm, thận trọng lúc đi ra ngoài: một, không lui tới những nơi phòng trà, quán rượu; hai, không tham gia những buổi tiệc tùng, ca hát nhảy múa; ba, không tham gia những chuyến đi chơi xuân; bốn không đi xem những cuộc xét xử nam nữ phạm tội gian dâm năm không ngủ lại qua đêm ở nhà có đàn bà quá chồng sáu đến thăm bạn bè thân hữu không được lặng yên đi thẳng vào trong nhà bảy không được nhìn lén qua khe cửa vào phòng trong tám không bồng ẩm trẻ em gái con nhà người khác chín không được nói cười đùa cợt với hầu gái tỳ nữ nhà người khác mười khi gặp phụ nữ không cố ý chỉnh sửa trang phục hình dung cho đẹp đẽ hấp dẫn hơn 11. khi nhìn thấy phụ nữ không khởi tâm suy đoán xem người đó là vợ của ai con của ai có chồng hay chưa có mang thai hay không có hiền đức hay không 12. nhìn thấy những y phục đồ trang sức của phụ nữ như vòng ngọc trăm cài đầu bông tai không suy nghĩ tìm hiểu xem những vật đó là sở hữu của ai. 13. Đến nhà người khác, nếu thấy trong nhà có ảnh tượng người phụ nữ đã mất, không được chăm chú nhìn thẳng vào, không được nghĩ đến việc người ấy đẹp hay xấu. 14. Nếu nhìn thấy cảnh hành dâm của người khác hoặc của loài vật, trong lòng không được khởi lên ý nghĩ khoái trá, thích thú. 15. Dù là đàn ông với nhau khi nằm ngủ, đắp chung chăn mền cũng không được cởi quần dài. 16. Dù là đàn ông với nhau cũng không được cùng lúc vào nhà tắm hoặc nhà vệ sinh. 16 điều nêu trên, những điều trước hết là thận trọng về những nơi đi đến, tiếp đó giữ gìn ý tứ để tránh được mọi sự hiềm nghi, kế đến là giữ cho tâm ý được trong sạch và cuối cùng là tu sửa về hình dung cử chỉ phần thứ sáu quan hệ giao tiếp một không kết bạn với những kẻ hủy bán tam bảo hai không kết bạn với những kẻ viết sách khiêu dâm ba không kết bạn với những kẻ thường bàn tán chuyện trong phòng the bốn không kết bạn với những kẻ ăn chơi nơi lầu xanh hoặc những kẻ đồng tính luyến ái. Năm, không kết bạn với những kẻ rượu chè say sưa, đam mê cờ bạc. 6. Thường khuyên người quy y tam bảo. 7. Thường khuyên người sao chép, in ấn lưu hành các sách khuyến thiện. 8. Thường khuyên người tin sâu lẽ nhân quả, thiện ác đều có báo ứng. 9. Thường khuyên người giữ giới không tà dâm, không quan hệ tình dục, với người không phải vợ hoặc chồng mình. 10. Thường khuyên người tu tập pháp quán bất tịnh. 10 điều nêu trên. Trước là biết chọn lọc trong sự giao tiếp. Sau đó là khi đã giao tiếp, phải dùng lời chân thành tốt đẹp khuyên người. Phần thứ bảy, những ngày kiên kỵ. Vào những ngày tháng, điều kiện nêu ra dưới đây cần phải kiên kỵ không được hành dâm một ngày đức phật đản sanh hai ngày đức phật thành đạo ba ngày trời đất giao hội bốn ngày vỗ chung của cả nước năm dưới ánh sáng của mặt trời mặt trăng và các vì sao sáu vào lúc đang có gió mưa sấm sét bảy vào những ngày lục trai hoặc thập trai tám vào các ngày tam nguyên ngũ tịch. 9. Vào các ngày bát vương. 10. Vào các ngày đại hàng, đại thử. 11. Ngày dỗ cha, mẹ đã qua đời. 12. Ngày sinh của chồng hoặc vợ. 12 điều kiên kỵ nêu trên. Trước là nói về những kiên kỵ chung cho tất cả mọi người. Sau nói đến những ngày kiên kỵ riêng của mỗi người phần thứ tám kiên kỵ khi mang thai khi đang mang thai phải kiên kỵ việc hành dâm nếu không sinh con ra thường sẽ bị bệnh đậu mùa hai đang lúc thân thể suy nhược ốm yếu phải kiên kỵ việc hành dâm nếu không sinh con ra dễ mắc chứng động kinh ba đang lúc tinh thần hao tổn mệt mỏi phải kiên kỵ việc hành dâm nếu không sinh con ra dễ mắc chứng tham dâm quá độ. 4. Đang uống thuốc trong người nóng nảy, phải kiên kỵ việc hành dâm. Nếu không, sinh con ra thường dễ bị mụn nhọt, ghẻ độc cùng những chứng bệnh về máu huyết. 5. Đang mang thai mà đi đứng không khoan thai chững chạc thì sinh con ra hình thể không được cân đối xinh đẹp. 6. Đang mang thai mà uống rượu thì sinh con ra thường dâm dục quá độ. 7. Đang lúc tinh khí hao tổn mà hành dâm thì sinh con ra thường yếu ớt, khiếp nhược, dễ sợ sệt. 8. Sau khi sinh con mà hành dâm ngay thì cả vợ và chồng đều dễ bị các chứng suy nhược cơ thể và tổn thương sức khỏe. Tám điều nêu trên trước đề cập đến giai đoạn mang thai Tiếp đến là giai đoạn sau khi sinh nở. Phần thứ 9 Những điều kiên kỵ đối với thê thiếp Không hành dâm với vợ trong những trường hợp sau đây. một Ở những nơi không thích hợp. 2. Phương thức không thích hợp. 3. Lúc vợ đang mang thai. 4. Sau khi vợ sinh nở chưa được 4 tháng. 5. Lúc vợ đang trong giai đoạn bồng bế con nhỏ 6. Lúc vợ đang trong giai đoạn cho con bú. 7. Lúc vợ đang có bệnh. 8. Vào ngày sinh hoặc ngày kỵ dỗ của cha mẹ vợ. 9. Phải tôn trọng vợ, thường nhớ nghĩ đến việc người ấy là con gái của cha mẹ vợ mình. 10. Phải tôn trọng vợ, thường nhớ nghĩ đến việc người ấy chính là con dâu của cha mẹ mình. Mười điều nêu trên, trước giúp ngăn ngừa những tội lỗi nơi thân, sau ngăn ngừa tội lỗi phát sinh từ tâm ý. Phần thứ mười, một số những điều khác. Một, tình cờ gặp phụ nữ trên đường, không liếc mắt nhìn theo, không nói những lời thô tục. Hai, khi dạo chơi hóng gió, không cùng đi với phụ nữ. Ba, không đi xem nghi lễ rước dâu nhà người khác. Bốn, không khiếp nhược sợ vợ năm không ngược đãi vợ sáu khi tiểu tiện không nhìn xuống bảy không cố ý thủ dâm để xuất tinh tám tìm cách dẹp bỏ trừ dứt những phương tiện truyền bá các phương thức trợ dâm được phổ biến nơi phố chợ hoặc chỗ đông người chín đi qua các nhà có phụ nữ quá chồng hoặc ni viện không dừng lại quay vào vách tường tiểu tiện. 10. Thoáng nhìn thấy phụ nữ từ xa thì không tiểu tiện. 11. Trong chỗ tối tâm ẩn khuất cũng không cởi bỏ hoàn toàn y phục. 11 điều nêu trên, trước là giúp trừ bỏ những hành vi, thái độ khinh bạc thô bỉ, sau là giúp nuôi dưỡng lâu dài tấm lòng nhân hậu chân chánh. no more Amida oh,